Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi livestream của DKA Brand Beauty nhá. Và hôm nay thì chúng ta lại đang được ngắm nhìn cái sản phẩm lông mày vừa thực hiện xong của bên mình. Rất là đẹp phải không ạ? Và hôm nay thì lông mày của chúng ta được thực hiện với công nghệ Hair Shop. Thì trước khi mà mình phân tích kỹ hơn về lông mày của khách hàng, chúng ta hãy cùng làm quen với cả chị khách hàng một chút nhá. Em chào chị ạ. Chị có thể cho em biết tên của mình và mình đến từ đâu có được không ạ? Chào bạn, mình tên là Ngọc. Mình đến từ Hà Nội. Vâng. Chị Ngọc ơi, không biết là trước khi mà lựa chọn DK để làm dịch vụ ấy thì chị đã tìm hiểu qua cơ sở nào khác chưa hả chị? Trước đây thì mình đã từng làm lông mày ở một nơi khác. Và sau đó thì mình có tìm hiểu bên bạn vì là mình được bạn giới thiệu đến đây. Mình làm môi, mình đã từng làm môi ở nhà bạn và mình rất là ưng ý. Thế sau đấy mình mới được đấy là mình có đăng ký cả làm môi này, cả phun, cả làm mày và cả hút mày. Vâng, thì không biết là khi mà bạn của chị làm dịch vụ bên em ấy thì họ có review lại với chị như thế nào mà chị lại quyết định là lựa chọn DK để làm dịch vụ của chị? Thực ra thì là vì là mình thấy lông mày của bạn mình đẹp thì nên mình hỏi. Vì là bạn mình mới giới thiệu sang đây. Thực ra là bạn mình không cần quảng cáo nhiều, chỉ cần là mình nhìn vào cái sản phẩm lông mày của bạn mình thôi. Vâng ạ. Và mình đã biết là ở đây làm rất là ok. Vâng ạ. Chị Ngọc ơi, vậy chia sẻ cho em về cái quá trình mà chị làm môi tại DK được không hả chị? Bởi vì có rất nhiều chị em lo sợ rằng là làm môi thì sẽ rất là đau này, rồi bị sưng nhiều nữa, thì không biết là khi mà chị Ngọc làm môi ở bên em thì mình có cái trải nghiệm gì không, mình có thể chia sẻ cho mọi người được không ạ? Mình thấy làm môi thực ra là ngày trước mình có làm môi đã không lên màu và là đau, nhưng mà làm môi nhà bạn thì thực ra là ủ tê rồi, thế nên là cũng không có cảm giác gì cả. Và khi làm xong thì mình vẫn có thể tung tăng đi chơi mà cái môi nó không bị ảnh hưởng gì cả, không phải giữ hay là trông nó rất là thật môi. Dạ vâng ạ. Vậy còn trong quá trình mà mình xóa lông mày thì sao hả chị? Chị có chia sẻ gì muốn gửi gắm với các bạn đang xem livestream không hả chị? Bởi vì nhà em có rất nhiều khách hàng là làm lông mày bị hỏng này, với các bạn có nhu cầu điều chỉnh lại thì chị Ngọc có thể giúp em mình chia sẻ cái cảm nhận của mình trong quá trình mà mình sử dụng liệu trình xóa lông mày bên em nhé. Xóa lông mày thì mình làm 3 lần. 3 lần thì là bắt đầu là hút hết được cái chân lông mày cũ. Thì mình thấy cái xóa lông mày nó cũng nhanh và đơn giản thôi. Nói chung là mình không thấy đau. Hoặc là có thể là nhà bạn làm nhẹ, hoặc là cái sức chịu đau của mình thấy với là ủ tê hết rồi, thế nên là cũng không có cảm giác gì cả. Vâng ạ. Chị ơi, vậy còn lông mày thật của mình thì sao? Và ngoài ra thì trong lúc xóa lông mày ấy, thì có ảnh hưởng gì đến cái việc trang điểm cũng như là cuộc sống hàng ngày của chị không? Không, lúc mà hút lông mày sau thì mấy tiếng sau mình vẫn có thể trang điểm đi chơi được rồi. Không thấy ảnh hưởng gì cả. Vâng ạ, em cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Ngọc nhé. Những cái mà chị Ngọc vừa mới chia sẻ với mọi người trong livestream là cái nỗi lo rất là nhiều của đa phần các chị em mà đang quan tâm đến các dịch vụ của bên mình này, là môi có sợ sưng không này, hay là hút lông mày xong thì trông sẽ như thế nào. Thì như mọi người vừa chia sẻ, nghe chị Ngọc chia sẻ đấy ạ, hút lông mày xong thì lông mày của chúng ta chỉ là hút cái mực ở trên bề mặt đi thôi. Và ngoài ra thì khi mà loại bỏ mực ở trên bề mặt đi rồi thì mực ở bên dưới sẽ lại tiếp tục đẩy lên. Và như chị Ngọc có chia sẻ là mình hút 3 lần là mực đã sạch đúng không chị? Và trong quá trình hút thì chị Ngọc vẫn có thể trang điểm được, nên là mọi người không sợ ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta sẽ không bị có lông mày này. Xong rồi môi cũng vậy, làm môi xong thì bởi vì các chuyên gia tại DK làm đúng theo công nghệ vi chạm của châu Âu, nên là làm xong thì ngoài cái việc hạn chế tối đa sưng nề của khách ra thì chị Ngọc cũng như các khách hàng khác thì đều có thể đi chơi được mà ăn uống thoải mái, không cần kiêng khem gì đúng không chị Ngọc? Đúng rồi. Vâng ạ. Vậy không biết là hôm nay sau khi mà mình đã sử dụng xong cái liệu trình xóa bên em và làm lông mày mới này, thì chị có nhận xét gì về cái dáng lông mày mà chị Hoa Minh Viêm thiết kế cho mình không ạ? Mình nhìn mình rất là ưng ý. Chị cái lông mày mình trước là nó hơi ngang, chị chỉnh lại cho mình và có một cái độ cong nhất định, thì mình thấy nó rất là hợp với cái khuôn mặt của mình. Dạ vâng ạ. Vậy không biết là qua livestream này chị có điều gì muốn gửi gắm tới chị Hoa Minh Vương này cũng như là đội ngũ nhân viên bên em không ạ? Mình rất là cảm ơn là chị Hoa Minh Vương đã tạo cho mình một cái dáng lông mày mình ưng ý như thế này, và đội ngũ chăm sóc ở bên DK Brow thực sự là rất là tốt. Dạ vâng, em cảm ơn chị Ngọc đã chia sẻ vừa rồi nhá. Bây giờ em xin phép ống kính quay sát hơn một chút vào cái tình trạng lông mày của chị Ngọc để cho chúng ta có thể cùng xem được không ạ? Như mọi người nhìn thấy này, lông mày thật của chị Ngọc thì sợi hơi thưa và nhạt một chút. Và như mọi người đã nghe chị chia sẻ ở đầu livestream đấy, là lông mày này là lông mày trước đây đã đi làm ở cơ sở khác rồi, và chị ấy đã sử dụng xong cái liệu trình xóa laser ở bên mình. Và đấy, nếu như mà chị Ngọc không chia sẻ thì thật sự là ngay đến bản thân mình cũng không hề biết được rằng là đây chính là một cục lông mày mà đã xử lý qua xóa sửa đúng không ạ? Và đó, nếu như mà bạn nào mà cũng đang có nhu cầu là muốn điều chỉnh lại hay là làm mới cho cái cặp lông mày của mình, cũng như là thay đổi màu sắc môi hay là quan tâm đến dịch vụ phun mí nữa, thì mọi người có thể inbox trực tiếp cho fanpage DK Eyebrow Beauty để
bên mình có thể tư vấn mọi người kỹ hơn, hướng dẫn đặt lịch cũng như là đặt cọc nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của bên mình ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong những livestream tiếp theo. Cảm ơn chị Ngọc và mong rằng chị sẽ giới thiệu thêm nhiều bạn bè hơn nữa tới đi cây để làm dịch vụ chị nhé. Chắc chắn rồi. Vâng ạ.